Nikkei RC tắt flycam SG108 anh Thông. Máy anh bị va chạm và anh báo em kiểm tra lại các chức năng. Thì đây em kiểm tra luôn anh nhé. Về wifi em kết nối ở đây. Giờ em sẽ tiến hành kết nối app. Đây ạ. Máy mình hình ảnh trở về bình thường rồi nhé. Đây, gimbal hoạt động bình thường. Kiểm tra qua chức năng bay. Máy bay bình thường nhé. Máy giữ vị trí ổn định rồi.